tiếng Anh rồi. Hàng trăm con mắt, hàng triệu con người đang nhìn kìa. Mau chào các bạn khán giả đi nào. Chào mừng các bạn đến với Crazy News. Crazy English, dòng số mới cho người châu Á đột phá ngữ âm và nói tiếng Anh trôi chảy. Tổ chức văn hóa giáo dục iCrazy, cầu nối tiên phong mang sinh viên Việt Nam đến với Crazy English. Đội quân hùng hậu Crazy Coach. Và cuối cùng là những hoạt động nổi bật trong tháng 5 và đầu tháng 6 vừa qua. Các bạn thân mến, tiếng Anh, ngôn ngữ giao tiếp chung trên toàn thế giới, nhưng không phải ai cũng có thể học và giao tiếp nó thành thạo. Với người châu Á, dường như đây là một thử thách không hề nhỏ bởi nét khác biệt trong tư duy giáo dục, cũng như nền văn hóa Á Đông và phương Tây. Crazy English ra đời đã thay đổi hoàn toàn nền giáo dục học tiếng Anh ở nhiều nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Đột phá ngữ âm thông qua 51 âm với cử chỉ động tác tay, học thuộc lòng các đoạn văn ý nghĩa theo nguyên tắc to nhất, do nhất, nhanh nhất và một hơi thở giúp các bạn trau dồi học từ vựng, học ngữ pháp thụ động và đặc biệt tự tin nói tiếng Anh ở mọi lúc mọi nơi. Anh Triều Chuẩn, chị Hà Trinh, hai học trò đầu tiên của Việt Nam đã sang trường đại học Crazy English học tập và gặp trực tiếp thầy Lý Dương, cha đẻ của phương pháp học tiếng Anh độc đáo này. Hai tháng trên đất bạn, dù không nhiều nhưng hai anh chị đã có những cơ hội trải nghiệm, chất lọc những tài liệu cốt lõi nhất của Crazy English về với Việt Nam. Ngày 9 tháng 9 năm 2013, Tổ chức Văn hóa và Giáo dục iCrazy được thành lập, bước đầu trên con đường thực hiện sứ mệnh cao cả của tổ chức, giúp 30 triệu người Việt Nam nói tiếng Anh trôi chảy. Who are we? Crazy Coach! Who are we? Crazy Coach! Okay. Who are we? Crazy Coach! 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 Very good. Crazy you! Crazy, crazy, go, go, go! I say crazy, you say go! Crazy, go! Crazy, go! Crazy, crazy, go, go, go! Các bạn có thể nghe hè năm nay nóng hơn không? Cái nóng tăng lên với sự cuồng nhiệt, trái tim nhiệt lửa với màu áo đỏ của những con người tiên phong, màu đỏ của đam mê, màu đỏ của nhiệt huyết, màu đỏ của trái tim rực cháy. Các cô người phát triển bản thân, hy vọng giúp đỡ cho cộng đồng, giúp đỡ cho nhiều và thật nhiều các bạn sinh viên Việt Nam nói riêng và con người Việt Nam nói chung nói tiếng Anh trôi chảy, đưa Việt Nam hội nhập cùng quốc tế. Để có được một đội ngũ thân thiện, chuyên nghiệp, hùng hậu như Crazy Coach ngày hôm nay, không thể không nói đến sự dẫn dắt của đội trưởng Cường Lộc. Chúng ta hãy cùng gặp gỡ và trò chuyện với anh để biết nhiều hơn thông tin về đội ngũ Crazy Coach nhé. Chào anh. Được biết là để có được đội ngũ Crazy Coach chuyên nghiệp và thân thiện như ngày hôm nay, thực sự không phải là một điều đơn giản. Vậy anh có thể chia sẻ cho em và các bạn biết hoạt động chính của đội Crazy Coach hiện tại là gì được không ạ?
cái các hoạt động chính của đội Crazy Go hiện tại thì phát triển đội ngũ thì luôn là những cốt lõi của tổ chức. Vì vậy nên các hoạt động chính của đội Crazy Go luôn nhằm đến mục đích là phát triển toàn diện cho từng cá nhân. Và nên có thể kể đến một số hoạt động chính như là chương trình chậm giảm cho các lớp học của đội ngũ Crazy Go, giúp cho các bạn có cơ hội cọ sát và làm quen với môn lớp học. Về các hoạt động xã ngoại thì giúp cho các bạn gắn kết và giao lưu với nhau nhiều hơn, và không thể không kể đến chương trình phát triển của nhóm hàng tuần để cho các bạn về cả chuyên môn cũng như là kỹ năng cho đội ngũ. Vậy thì anh có thể chia sẻ những dự định sắp tới của đội ngũ được không ạ? Câu hỏi rất là hay. Còn về những định hướng sắp tới của đội ngũ thì cũng có rất là nhiều, nhưng có thể kể đến một trong những cái dự định chủ yếu của đội các thành viên sắp tới, đó chính là hoạt động quân đội hóa và hoạt động lớp học. Đây cũng chính là một trong những hoạt động và điểm nhấn của đội trong thời gian sắp tới. Chân thành cảm ơn anh vì những lời chia sẻ. Xin chúc đội ngũ Crazy Go ngày càng lớn mạnh và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Chào anh. Vâng, xin chân thành cảm ơn phóng viên Thu Xuyên đã cho tôi cùng các bạn được tham quan hoạt động thực tế của đội ngũ Crazy Coach. Quả thật, khoác trên mình màu áo đỏ cùng với trái tim rực cháy, đội ngũ Crazy Coach luôn là đội ngũ tiên phong đi đầu trong các hoạt động của tổ chức iCrazy. Luôn bên cạnh hỗ trợ giảng viên, đồng hành cùng các bạn học viên, theo sát, hướng dẫn tận tình, chỉnh sửa gương một cách triệt để, mang đến một môi trường thân thiện, nhiệt tình, đội ngũ Crazy Coach luôn làm nóng trong các hội thảo, training camp, câu lạc bộ. Chúc cho đội ngũ Crazy Coach ngày càng vững mạnh hơn nữa để có thể chung tay cùng tổ chức giúp đỡ 30 triệu người Việt Nam nói tiếng Anh trôi chảy. Thông tin cuối cùng đó chính là những sự kiện nổi bật diễn ra trong tháng 5 và tháng 6. Nổi bật trong tháng 5 chính là sự kiện chuyên gia tiếng Anh, trợ lý đắc lực của thầy Lý Dương, Query sang Việt Nam, kết hợp cùng với đội ngũ Crazy Coach hùng hậu đã mang đến một luồng gió mới tới Việt Nam. Hội thảo mở đầu cho những chuỗi ngày cuồng nhiệt học tiếng Anh diễn ra ngày 9 tháng 5 tại Học viện Tài chính, và sự kiện bùng nổ Small Training Camp diễn ra từ 8 giờ đến 17 giờ ngày 11 tháng 5 đã thu hút được đông đảo các bạn sinh viên từ khắp các trường đại học tham dự. Chương trình đã thực sự làm các bạn được đắm chìm trong phương pháp học tiếng Anh Crazy English và thể hiện khả năng làm việc nhóm thông qua hoạt động teamwork. Ngoài ra, hàng tháng trung tâm tổ chức các chương trình ngoại khóa như săn tây, đá bóng, hát, nhảy cho học viên. Ngày 29 tháng 5 vừa qua, đội Crazy Coach và đội marketing của tổ chức iCrazy đã tổ chức thành công chương trình giao lưu bóng đá nhằm tăng tính đoàn kết trong tổ chức. Giải đấu có sự tham gia của đội bóng nam và đội bóng nữ đến từ hai đội. Kết quả chung cuộc, đội bóng nữ kết thúc trận đấu với tỷ số hòa 0-0. Đội bóng đá nam của Crazy Coach luôn chứng tỏ được tinh thần crazy không chỉ trên công việc mà còn trên sân cỏ. Tỷ số 4-3, đội bóng nam Crazy Coach đã giành chiến thắng chung cuộc. Thông tin Crazy Summer đã kết thúc bản tin số đầu tiên tại Crazy News. Hẹn gặp lại các bạn vào những số tiếp theo. Thân ái và chào tạm biệt.